Cái video này là để mà giúp chúng ta đăng ký cho từng cái nhà quảng cáo để mà tại vì trước khi mà chúng ta có thể lấy số điện thoại để mà sử dụng cho mục đích quảng cáo thì chúng ta phải đăng ký đã. Thì đây là cái màn hình đầu tiên khi chúng ta log in vô rồi thì chúng ta sẽ bấm ngay đây. Ở trong này nó sẽ liệt kê những cái nào mà chưa có đăng ký đó thì nó sẽ hiện lên đây. Cho nên quý vị thấy là ở trong cái tài khoản này thì hầu hết là đã được đăng ký rồi, chỉ còn hai cái này thì chưa đăng ký thôi. Bây giờ là một cái thí dụ, chúng ta sẽ lấy cái này bấm vào đây. Khi bấm vào đây thì chúng ta có xuống kéo xuống với phần dưới này, chúng ta có thể ghi vô đây cái phần giải thích là làm thế nào để mà quảng cáo cho cái chương trình này như thế nào đó thì chúng ta bỏ vào đây. Nhưng mà thông thường thì không cần thiết phải bỏ vào, là tại vì tất cả mọi chuyện nó đã hiện ra ở trong này đây, đã có ở trong này rồi. Thì chỉ có những cái trường hợp nào đặc biệt đó thì chúng ta có thể ghi vào đây, còn hầu hết thì không cần thiết phải ghi gì cả. Và chúng ta chỉ chọn hai cái checkbox này ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm ghi danh, đăng ký ở đây. Apply to campaign. Rồi. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ chờ. Như quý vị thấy đây, ở trong cái phần mà lịch sử của nó, history á, thì nó có ghi đây là coi như là apply. Thì quý vị sẽ thấy ở ngoài bên cái phần mà campaign, chúng ta trở về lại campaign hồi nãy đó là nó là access line. Bây giờ chúng ta sẽ coi 10 cái kết quả của nó, cái 100 kết quả của nó để mà tìm cái đó. Thì như quý vị thấy có một số trong này đã được như hồi nãy, cái vừa hồi nãy đó, sau này nó như nó hiện ra trong này thì nó cũng sẽ có cái status là apply. Cho nên cái video này là để mà hướng dẫn đăng ký như vậy thôi. Còn cái video kế tiếp sẽ hướng dẫn để mà chúng ta có thể biết cách lấy số điện thoại này nọ là vậy. Cảm ơn nhiều.